Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 2023, tại tổ đình Hộ Pháp có đưa một cái bà cụ lên đài quả tán. Cụ này tên là cụ Chức, nên là Phạm Thị Chức, pháp danh Liên Tịnh. Cụ được vô chùa ở đây tu tính ra mấy năm. Tại sao Nhận Đức lại làm công đoạn này? Vì bà cụ không có con cháu gì hết. Hình như trầm sớm cái gì đi lên đây. Vì sao quay công đoạn này cho bà cụ? Là vì bà không có con cháu gì hết. Để cho quý vị thấy rằng là nếu như người niệm Phật có phước, dù là không có con cháu gì, vẫn có một cái đám tang, vậy có một cái đám giảng sanh đưa đi, người đưa đi toàn là những người niệm Phật. Tuy cuộc đời của bà vừa nghèo vừa khổ và hư một con mắt, từ khi đi vô đây là bà đã lớn tuổi và yếu, nhưng được tất cả các cô bên cạnh những đức đang đứng đây chăm lo lắng chăm sóc bà, có khi còn hơn là con ruột cháu ruột lo cho ông bà cha mẹ, tại họ dành hết tâm huyết thời gian để lo. Những đức quay lên công đoạn này để cho quý vị thấy rằng nếu như một con người niệm Phật và có phước, thì có phước thì có phần, không cần cũng đến cái tốt. Không có phước thì không có phần, dù cầu cũng không có. Nên từ nơi đó mà khi mình coi công đoạn này, mỗi người mình nên cố gắng niệm Phật. Tuy người ta không có con cháu gì hết, nhưng mà người ta không ai trở ngại người ta. Có khi về mặt thế gian mình nhìn thấy giống như người ta đang bị thiếu phước, bị giống như tuổi thân quá, không có con cháu gì. Vì quý vị nhìn đây là ai vậy? Còn hơn con cháu mà khóc lóc kêu gào, còn hơn con cháu mà trở ngại con đường giảng sanh, còn hơn con cháu mà không cho mình ở chùa. Người ta không có con cháu gì nhưng mà không có quan gia trở ngại, toàn là thuận duyên thuận cảnh, thuận tâm thuận tình để giúp đỡ mình, thấy không? Rõ ràng luôn. Nên tại sao Niệm Đức tự nhiên sanh một ý niệm là quay một đoạn này nói chuyện trước mọi người, rồi cho công chúng khắp nơi được có. Quý vị nên coi và mình nên đem công đoạn này chia sẻ rộng ra. Tại vì sao? Vì một người nghèo khổ vô đây đâu có đưa Niệm Đức một cách nào đâu, mà bà còn hư con mắt. Nhiều Phật tử lại đây thấy bà cụ Chức là biết liền gì đâu. Đó đây. Và hiện tại đây, hiện tại không có một người con cháu nào ở đây, người thân ruột thịt, toàn là những người khắp nơi nơi, giống như bốn biển là nhà, đang đứng ở đây giúp đỡ, đúng không? Rất là đặc biệt. Để cho tất cả những người già khắp nơi nơi khi coi công đoạn này, đừng bao giờ nghĩ rằng là làm gì có cái chuyện ở một cái ngôi chùa mà không có giữ tiền, không có tiền mà nói là được lo đầy đủ. Này bà này là không có một cắt bà, mà không phải riêng một bà này mà khoảng 700, 800, 900 người già của ba ngôi chùa bốn đầu tràng đang hiện tại ở sinh sống ở đây. Đa phần ở đây toàn là chúng thường trụ không đấy. Còn đây là bà chính em của cô, em của bà thường thường ở đây. Chung tay những đức để lo đậu tràng. Còn bên đây là ông thầy Những Ngô. Còn bên đây là ông thầy Những An. Hai ông tả hữu. Sau lưng là mấy bà nuôi các cụ già với nấu ăn. Nên bây giờ mình nêu cao. Vì thấy rằng là một con người mát mà tốt thì ai cũng vui, thấy chưa? Bây giờ những đức hỏi quý vị, người thế gian nghĩ rằng bây giờ không có con cháu gì hết, phải mướn người đi khóc ké, đi khóc mướn, khóc xong trả tiền, đi làm chuyện này kia, đi lấy đồng tiền để bị mua gạo cho người nghèo, bị phóng sanh, cái bị cúng dường tam bảo, nó còn ý nghĩa hơn. Bây giờ những đứa hỏi bị khóc và cười cái nào tốt? Không lẽ bị nói khóc tốt bằng cái việc mà lúc còn sống không quan tâm lo lắng cho nhau, khi chết rồi thì khóc, nước mắt này nước mắt gì? Nước mắt cá sấu. Hiểu chưa? Mình khóc vậy nó không có nghĩa lý. Thà mình còn sống mình nhiệt tình thương yêu, giúp đỡ nhau đi. Dù nghèo thì thương nhau theo nghèo, giàu thương theo giàu. Mà tình thương nó không có nói giàu nghèo, đó là thương là thương à. Hiểu không? Vậy đi. Rồi lúc mà người ta mắc mình đi Phật, mình đưa tiễn người ta đi, ai cũng dùng nụ cười để đưa tiễn người ta đi đến cảnh giới cười. Còn có nghĩa khóc thì đưa người ta đi đến cảnh giới khóc á. Cảnh giới khóc là cảnh giới gì? Địa ngục khóc.
ngạ quỷ khóc, súc sanh khóc. Thì thấy có những con bò, con trâu, con chó chuẩn bị giết nó khóc không? Cảnh giới khóc. Ngạ quỷ đói khát buồn khổ khóc, 500 năm không có một miếng nước uống, khóc. Trong địa ngục bị chặt đầu mổ bụng lột da cắt ruột moi bao tử, khóc. Thấy không? Nghĩa là mình khóc là mình đang đẩy nó xuống cái cảnh giới tam đồ ác đạo, nghe chưa? Còn giờ ai đây người ta cũng vui, con mặt tươi rói, có bà cụ có cười. Thấy không? Đó, đó là mình đang đem niềm vui này để hân hoan đưa tiễn một con người đi đến cái cuộc đời này, và đến lúc người ta phải ra đi, mình nên tiễn người ta đi đến thế giới bên kia. Thế giới gì? Thế giới cực lạc, thấy không? Thế giới an lạc vui vẻ. Thì một con người ta đi đến cảnh giới an lạc vui vẻ, nên mình cái tâm trạng mình sẽ an lạc vui vẻ để đưa tiễn người ta đi. Còn nếu như một con người mà sống trong cái cuộc đời đau khổ và đi đọa lạc, thì mỗi một con người cảm giác đi đến đó mình nặng nề tâm trạng, và mình bị luyến ái khổ đau và khóc lóc kêu gào, hay là đang đẩy người ta xuống tam đồ ác đạo. Nên vì phải biết rằng cái tình thương trong Phật Pháp là tình thương rất có trí tuệ. Không thể nào khi người ta ra đi mà mình càng khóc lóc đau khổ đó là thương đâu. Mà tình thương trong Phật Pháp dạy là thương trong cái lúc đang còn sống. Phải giúp đỡ nhau, phải trang trải cho nhau, phải chia sẻ cho nhau những sự đau khổ buồn chán trong cuộc đời này. Phải nhớ cái đó là tình thương trí tuệ. Là lúc khó khăn, lúc trở ngại mà giúp nhau, đó là tình thương thật sự. Chứ không phải là lúc sống với nhau thì tính toán so đo từng ly từng tí, ăn dành ăn, tiền dành tiền, nhà dành nhà, nuôi cha nuôi mẹ mà còn tính toán tao nuôi 3 ngày mày nuôi 4 ngày, thằng kia nuôi 5 ngày thì cha mẹ để lại cho mày tiền nhiều thì mày nuôi nhiều để cho tao tiền ít, tao nuôi ít. Hoặc là nuôi được thời gian bắt đầu là tính toán rằng là bây giờ tôi làm có tiền rồi, tôi cực dữ lắm tôi nuôi đó, mà bây giờ á ở nhà ăn không mà còn khó nè, ông trời ơi ngó xuống mà coi khó chi mà khó dữ vậy, tôi cực khổ, tôi ra ngoài đường ngoài xá tôi chạy xe ôm, tôi đi ra chợ tôi bán cao bán trầu, nhưng mà tôi đem tiền thì tôi nuôi, vậy mà về đây còn nói nặng nói nhẹ làm vợ con tôi khó khăn, trời ơi ông trời ơi ngó xuống mà coi khó chi mà khó dữ gì già chết vứt đi sống chi vậy trời. Có khi những đứa con đối xử với cha mẹ và nói những lời nói như vậy, phải con nào cũng vậy, mà có những con như vậy. Tôi nói tới đoạn này sao cà lăng kỳ cục chưa. Có những con như vậy, nên chúng ta bây giờ sanh con nuôi con khôn lớn, chúng ta đừng bao giờ đặt vấn đề nó nuôi mình. Mình hãy nghĩ mình làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ để nuôi con khôn lớn đi, nhiệt tình hết lòng dạy đi, còn đừng có nghĩ họ nuôi. Mình nghĩ họ nuôi mình trông cậy vào họ, cuối cùng nó không nuôi mình, nó giết với mình, rớt xuống hầm cả cha, lúc đó mình khổ lắm, biết chưa? Đó nên nghĩ như vậy trước. Thì trong cái cõi đời này, cái cuộc sống phát triển này có nhiều con đối xử với cha mẹ tệ lắm. Người ta không có con cái gì kìa, mà bây giờ người ta được bao nhiêu con người đứng đây để đưa tiễn người ta đi về một cái thế giới an lạc tuyệt vời. Và có một buổi nói chuyện quay đoạn phim lại, quý vị thấy có ai bằng bả không? Rồi đưa lên bao nhiêu ngàn trăm ngàn người người ta coi, để người ta nhờ cái công đoạn này của bà trước mà nhiều người người ta được nhìn nhận Phật Pháp. Và người ta già, người ta có con đường đi đến đây, người ta nhìn cái đám bà cụ không có con cái gì mà lo gì, quý thầy binh quan tài, ginh quan tài, lỗ mèo đưa cái tới cổng chùa đi, ao ao mọi người khoát tay đưa tay chào đồ, quá trời luôn vui vẻ. Nhìn như vậy mà nhiều người già người ta đi đến đây đó, nên người đứng đây có bà chính nào đứng đây bữa nay bà chính này nổi tiếng. Cái vị chỉ cần vô hộ pháp là biết bà chính. Từ kia đến đây gần 10 năm nghe nhờ cô chính lắm á, cổ cũng như là một người giúp đỡ rất nhiều. Giống như mình mắc mẹ cũng như mẹ mình, ví dụ đi, nó đến đây trên hòa thượng kế của chị. Nên từ nó mà cả tại chúng ta thấy sống như một đại gia đình. Hôm nay mà nói thật sự cũng có một cái cảm xúc mà nói là một người mà không có con cái gia đình vậy chứ. Nên mình nghĩ gì mà mình làm một cái buổi này để cho các cụ già khắp nơi nơi mà có được một cái lòng tin, để các cụ biết gì nước tựa tam bảo. Những đứa thấy cái tuổi già mà được nước tựa tam bảo hạnh phúc với cụ ơi. Thật sự có khi những đứa ngồi suy nghĩ cha mẹ mình cũng thiếu phước, nên đúng ra họ cũng được ở trong ngôi tam bảo đặc biệt quá.
mẹ Như Đức ngày xưa mà khi chết mà những Đức nhớ mà nằm cái chiếu chùm lại ở trên gió thổi mà sấm chớp mà nhà tóc mát, nhìn cái cảnh con cái bu xung quanh nắm tay nắm chân lôi kéo cái bụng bà phì lên trình bình vừa mổ xong chết đem về cái bụng phì đó, cái mặt xấu xí vô cùng, thấy chưa. Còn ba thì bị nhồi máu cơ tim đi giữa đường thì chết queo. Từ cái cảnh tình một đời có người cực khổ gian nan vì con vì gia đình mà cuối cùng đi ra đi thì cuối cùng phần nhiều thì đỏ lạc. Nên mong quý vị đã nuôi con lo cho con có vợ có chồng đàng hoàng hết thôi, trong những giây phút trong cuộc đời của mình nên chọn một chỗ đi về cho nó đặc biệt, một chỗ đi về mà nó có thể mà giúp cho mình được giải thoát. Đây là cái quan trọng dữ lắm trong cái cuộc đời chúng ta. Nên quý vị nên nhận thức mình để lúc một đời của người mình sống trong cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi rồi quý vị. Rồi cuối cùng con người chúng ta được cái gì trong cuộc đời này? Có ai chết mà đem của cải vật chất người thân thương gì theo đó? Nên con đường mình ra đi là chính bản thân mình. Nên quý vị cố gắng niệm Phật. Những đức tin niệm Phật là có Phật sắp xếp hết chứ. Nên người làm con biết được tịnh độ nên chăng Phật nhiệt tình hết mình để làm sao giúp cho cha mẹ mình biết tu hành. Đây mới là cái chỗ giúp cha mẹ mình, đưa tiễn cha mẹ mình đi đến cái nơi cứu cánh giải thoát. Còn bản thân mình nếu cha mẹ không tu phải nỗ lực tu. Nên những đức mừng cho các cô, các chú, các thầy, các cụ trong chùa lắm. Có những người còn trẻ nhất, có những đứa nhỏ nhất, nhỏ xíu. Con của ông Tâm Ngộ nhỏ xíu gì nó có niệm Phật. Cái hổm mà niệm được 1700 lại Quán Âm Bồ Tát. Nhân đức hỏi sao niệm 2000 là đuối quá. Nhỏ xíu gì đó mà niệm được 1700 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì thế cái chủng tử đặc biệt cái người nhỏ nhỏ gì mà trong chùa phục vụ tam bảo, phía sau này cũng có những cô trẻ này, những cô này, vậy mà người ta vô chùa người ta tu, có nghĩa là người ta phải cảm giác như sao nó. Nên từ nơi đó cái ngôi tam bảo là nơi dung chứa rồi, gọi là chùa là tổ ấm ta về này. Nó thấy bình an vui vẻ tặng đồ đẹp gì đó, đâu phải là đồ mà nói là quần jean áo thun như ngoài đời hoặc là đồ vét gì đó. Thấy không? Vậy đó mà sao ai cũng mặc tươi rối cười, thấy không? Nhưng mà đám ấy bị coi ngoài đời là nói cái đám người chết là khóc quá trời khóc luôn đó, thấy không? Lăn. Có khi những đứa con đồ mà nó nghe cha mẹ chết xong nó đi về, lúc sống thì chưa đi thăm nhưng mà chết đi về, nó về vừa tới cửa ngoài nhà rồi nó từ đó nó lết vô, nó không có đi nữa, nó lết mà vừa lết rồi lăn mà kéo vô làm thế ghê đấy. Rồi vô nó nhào vô cái là nó giúp cái tay nó gịch mẹ bỏ con mẹ nó làm gì đó. Mà lúc còn sống nó không đi thăm, mà lúc chết thì nó làm kinh khủng, nó gịch bà mà bà đau đớn mà nổi lòng xăng lên mà đọ tam đồ ác đạo. Ăn tổ ngày nói người thế gian thương cha mẹ giống như cha mẹ té giếng mà lấy đá liền thêm, tình thương nó phù hợp. Thì thấy những đức diễn đạt khóc kinh khủng lắm quý vị à. Mà cái nước mắt nó qua mau vô cùng. Còn mình ở đây mình nở nụ cười, mình làm vui vẻ để đưa tiễn bà chức đi. Chức về cực lạc đi. Thấy không? Nó bây giờ mà dưới quê nha, miền Tây rồi mà coi công đoạn bà cụ chức này nha, trong lòng người ta cảm thấy thợ bà chức này công nhận bà có phước ghê chào. Nhiều người giàu cũng chưa được với bà nữa. Người ta giàu có mà cái đám của người ta là người ta sát sanh hại vật, ta làm đủ chuyện gì ca hát công sự chấp điếu tứ tung, còn bà là được cái phước gì đấy chứ. Không có con, không có gia đình gì hết mà được gì. Các vị nên coi qua để rồi nhận thức, để nhận thức rồi để mình chọn một phương hướng của mình. Con người chọn lựa vẫn quan trọng hơn cố gắng. Chọn đúng mục tiêu rồi cố gắng đi. Nó nên bà chức này thằng phước duyên nó đưa đẩy vào đấy. Hai ngày, một là bà quẩn, bữa nay bà chức. Mà bà quẩn này không được cái công đoạn này đấy chứ. Mỗi người nó có duyên khác nhau. Mà những đứa cũng đâu định quay cho bà chức đâu. Tự nhiên bên kia vừa đi vô nhà vệ sinh tỉnh đi tiểu qua đây làm đáp. Rõ ràng nói thật lòng là vô đi tiểu, đi ra làm đáp, vô đi tiểu, vừa đang tiểu, chuẩn bị xong là nhớ lại quay phim cho bà. Kỳ cục ấy trời. Lạ phải cái gì của bà kỳ cục. Ở ngoài không nhớ mà đi tiểu mới nhớ bà. Kỳ cục này là 100% luôn nè. Vô nhà xin đi tiểu là tinh ngửa mặt bạn đồ vô đi ra qua bên đây để làm đám cho bà. Vô đi tiểu vừa tiểu sắp sửa dứt là nghĩ tới cái chuyện quay phim cho bà. À, nó kỳ cục vậy đó trời. Có những đứa làm việc là giống như nó bất chợt, quý vị, nó bất chợt nó làm. Xong những đứa bay qua bên kia, nó kêu chú Kiệt ơi, chú Kiệt nó mất tiêu rồi. Xong những đứa đi nhanh qua đây, thấy ông cầm cái điện thoại của mày, những đứa Kiệt.
cầm máy quay phim của quý vị, thấy chưa? Thấy bất chợt không? Duyên người ta lạ kỳ quý vị. Tự nhiên người ta có một buổi đặc biệt gì luôn, mà cái buổi này người ta coi đông lắm chứ không giỡn đâu nghe. Cái cảnh giới về chất tự nhiên bay lên cao. Giỡn đâu. Thấy ai cũng hoan hỉ chưa? Đó, nên mình làm con bà cụ nên mình thấy bà gì mình nhiệt tình hết mình với bà. Rồi hai bà ở An Giang cùng quê Nhân Đức luôn. Ở trước này An Giang cùng quê Nhân Đức nè. Nhân Đức không đi tu làm sao ở ở quê mà có người lên đây mắc ở đây. Đúng không? Nhân Đức mà không đi tu làm gì có chuyện mẹ của Trinh vô đấy. Bây giờ mẹ của Trinh sắp sửa đi theo bà Tiết nè. Là ba bà An Giang mới hẹn ở Cực Lạc. Bà Quẩn đi trước, bà Trức đi theo. Mẹ của Trinh đi thứ ba. Là ba bà này đi nè. Năm nay là mấy bà già mà gì Cực Lạc là đi giống như bay vèo 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 vèo. Bây giờ trở sao có gia hộ mình đây. Nhưng Đức mong những cái buổi này người trong chùa ai cũng xin tu, ai cũng tinh tấn niệm Phật, và hàng Phật tử khắp nơi cũng xin niệm Phật, và có đủ nhân viên tuổi già sẵn với Quan Âm được này, sắp xếp gia đình giao của cải, sắp sắp bàn giao xong đi vô đây nói với con một câu rằng tao đi chuyến này có đi không có về, nói vậy đó. Tao đi vô chùa đợt này là tao đi Cực Lạc luôn nghe. Rồi của cải mặt chắc tao giao sáp, chỉ có đúng tiền xe vô đây, điện thoại để nhà luôn. Đừng cầm điện thoại vô đây, đưa hết cho nó luôn. Cầm ra một cái quần vô nghe, bằng vô đây, còn đồ lam thì cầm theo đồ đời để lại nghe. Rồi đi xong chào con cháu, chào sáp hết luôn. Rồi bắt đầu đi vô đây. Rồi nói với nó là tiếng nói tao không về nữa. Nó tụi bay có gì vô đây thăm ta, nói rõ ràng hết nghe mấy bà già. Ừ, nó rõ ràng hết, xong rồi bắt đầu là đi vô đây sẵn với Quan Âm này, sẵn dịp vô đây lại Quan Âm xong phát nguyện chứng qua Bồ Tát là con tuổi già rồi, được ở trong chùa, con quyết định ở trong chùa luôn, con lo tu hành. Rồi bắt đầu đi vô đây đi, qua con đoạn này đó, những Đức nhắc nhở gì đó, quyết chí thì đừng có lệ đề có chuyện chết bất tử đó, nghe không? Thôi chúc quý vị an lạc nha, Ai Di Đà Phật. À, chúng ta làm cái lễ bóng sanh quý vị. À, hôm nay ngay cái đám đưa bà cụ Phạm Thị Chức là pháp danh Liên Tịnh ha, đưa lên đài quả táng. Nên Đức có công đoạn nói chuyện vừa xong, bây giờ tiếp tục làm lễ bóng sanh. Cái công đức bóng sanh rất là thù thắng, vì chúng sanh thương nhất là thân mạng, mà chư Phật thương nhất là chúng sanh. Chúng ta khi làm lễ bóng sanh trong tất cả những chương trình lễ hỏi cưới gả, hay là đám dỗ, đám cưới thầy tháng thôi noi, hay là mừng thọ, đều nên bóng sanh. Vì mình muốn mình được tốt đẹp ăn vui thì mình đừng đem sự khổ đau cho người khác hay cho muôn loài. Nên cái lễ phóng sanh là một cái lễ đặc sắc, mà trong nhà Phật nó là từ là ăn vui, bi là cũng khổ. Nên ngày nay đưa bà cụ lên đài quả táng có cái lễ phóng sanh, được quy Phật, quy pháp, quy tăng cho tất cả những chúng sanh này, mà những chúng sanh này mà Phật nói trong kinh đó là tứ sanh phụ mẫu, là cũng ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, vì thương con cái mà đi tạo nghiệp rồi chết đi đọa lạc làm súc sanh. Bây giờ có khi mình làm con mình không nhìn ra, mà mình để ăn thịt chúng sanh. Nên khi mình học Phật rồi mình phát tâm từ bi, ăn chay chưa mà còn phóng sanh, từ một con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián, không bao giờ mình giết tì tì. Cũng như có cái loại gì nó mới có ra, mà trời ơi, bằng đêm nó ngủ mà cái máy nó bắt được trăm mấy con muỗi, một ngàn lẻ một con muỗi. Một đêm ngủ mà nó bắt 1001 con muỗi, ghê vậy. Thôi, quý vị mà biết tu rồi, quý vị ơi, quý vị cứ nằm đại ngủ đi, nó có cắn quý vị đâu. Quý vị bị gan bắt nó chừng nào thì nó càng đến đông, mà một đêm mình ngủ mà giết bao nhiêu con vật vậy, tội lỗi quá, thấy không? Nên mình đã hiểu đạo ăn chay phóng sanh, không dám sát sanh. Bây giờ quy Phật, quy pháp, quy tăng cho tất cả những chú chim này nghe, khi thả ra xong ở trong chùa để mà cùng với mấy cô mình niệm Phật ở trong đây, khi bỏ thân thì hướng về Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đổi địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ để mà thả chim nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc và chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Bài pháp này là ánh sáng con đi, mẹ hãy theo con niệm Phật A Di Đà, niệm A Di Đà niệm mãi mãi không quên, đến khi qua đời mẹ được về cõi Tây Phương. Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình. Lúc nào luân hồi nghiệp đó không sai, phước sanh cõi trời tội kia phải mang đọa đày. Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây, những điều Phật thuyết trong kinh Di Đà hướng về phương Tây. Chừng người muốn ước cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà. Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên, đến khi qua đời hoa sen muốn cánh về nơi tịnh độ. Cõi A Di Đà đã lìa tử sinh, sống trong vui sướng không còn khổ đau. Muốn được giáng sanh Tây Phương nhiệm màu, một lòng tin tưởng tâm chẳng nghi nan, phát tâm vô thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau, tội phước đâu ai chịu nhận thay cho mình. Lúc nào luân hồi nghiệp đó không sai, phước sanh cõi trời tội kia phải mang đọa đày. Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây, những điều Phật thuyết trong kinh Di Đà hướng về phương Tây. Chừng mười muốn ước cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà. Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ. Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài
khởi lòng vui sướng nhớ nghĩ không quên. Đến khi qua đời, hoa sen muốn cánh về nơi tịnh độ. Cõi A Di Đà đã lìa tứ sinh, sống trong vui sướng không còn khổ đau. Muốn được giáng sanh Tây phương nhiệm màu, một lòng tin tưởng tâm chẳng nghi nan, phát tâm vô thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.